Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc cũng vừa ký quyết định số 504 hỗ trợ kinh phí phòng chống hạn hán thiếu nước xâm nhập mặn vùng đồng bằng sông Cửu Long. Quyết định nêu rõ hỗ trợ 530 tỷ đồng từ nguồn dự phòng ngân sách trung ương năm 2020 cho 8 địa phương vùng đồng bằng sông Cửu Long để thực hiện các biện pháp cấp bách phòng chống hạn hán thiếu nước xâm nhập mặn như bơm nước, nạo vét kênh mương, đắp đập tạm ngăn ngăn mặn giữ ngọt, đào ao giếng giữ nước ngọt kéo dài đường ống cấp nước sinh hoạt mua thiết bị lọc chữ nước vận chuyển nước cho người dân bệnh viện trường học tại vùng khó khăn về nguồn nước ngọt